Kính thưa quý thầy và quý sư cô, trước khi học bài thứ 20 về ba tự tánh, trước khi đề cập đến ba tự tánh thì chúng tôi phân tích về cái sự kiện 20 tháng 11. Quý thầy và quý cô vừa tặng một bức thư pháp và một lẵng hoa để chúc mừng ngày nhà giáo, và thông qua đó đó bày tỏ cái lòng mà quý mến của quý vị dành cho chúng tôi. Thì đó là cái mà ta làm theo phong tục của người Việt Nam: uống nước nhớ nguồn, một chữ cúng thầy, nửa chữ cúng thầy. Cách làm như vậy được gọi là y tha duyên khởi, tức là mang tính điều kiện. Vì truyền thống Việt Nam quý trọng như thế, mà kể từ hình như là năm 80 đến giờ đó, thì cứ 20 tháng 11 dương lịch đó, được xem là ngày tôn sư trọng đạo. Trong nền văn hóa của phương Tây đó, thì không phải quốc gia nào cũng có được cái ngày tôn sư trọng đạo. Tại vì họ nghĩ rằng người học đó, phải đóng tiền, người dạy đó, phải có trách nhiệm truyền trao. Cho nên quan hệ thầy trò từ lúc cũng rất là sòng phẳng. Vì vậy cái tình thầy nghĩa trò đó không có mặn nồng như là ở các nước phương Đông, đặc biệt đó là Việt Nam. Thì đánh giá vấn đề đó, ta có thể xem nó như là một biến kế sở chắc. Vì họ cho rằng á, cái đạo lý uống nước nhớ nguồn đó không quan trọng lắm. Vấn đề là người thầy dạy cái gì, như thế nào, người học trò tiếp thu được cái chất lượng ra làm sao, và sau khi tốt nghiệp đó thì ứng dụng được gì trong cuộc sống. Nó cũng là một cái hay. Nhưng mà nhìn ở mức độ giá trị đó, thì nó được xem như là một biến kế sẽ chắc. Chắc rằng là việc đó có là không cần thiết. Bản chất của giáo dục là sự truyền trao và tiếp nhận. Truyền trao phải có tấm lòng, có phương pháp, có hiệu quả. Tiếp nhận cũng phải có tấm lòng, với sự trân trọng, có phương pháp để tiếp tục tiếp nối sự truyền trao cho những thế hệ nối tiếp. Hiểu được vấn đề như vừa nêu dưới góc độ của ngài nhà giáo được xem như là viên thành thật tánh. Bản chất vấn đề nó phải được nhận định và đánh giá để tạo ra một ứng xử văn hóa như thế. Cho nên cũng là một vấn đề mà có ba cách nhìn. Cách nhìn sai lầm, hoặc là quá hề hợp về nó, hoặc là quá chấp chặt về nó, được gọi là biến kế sở chấp tính. Còn nhìn thấy nó trong tương quan duyên khởi, và đây là giá trị văn hóa đa chiều, để hâm nóng tình thầy trò ở mức độ tốt đẹp hơn, tích cực hơn. Cho đó là y tha duyên khởi. Không làm là không được. Làm và làm có cách thức đơn giản mà có giá trị. Và đánh giá các vấn đề trên duyên khởi thì ta sẽ có cái nhìn thẩm thấu như bản chất của sự vật. Nó gọi là viên thành thật. Vì vậy duyên khởi tánh là cái chiều nhận thức đúng với bản chất của sự vật ở mức độ ban đầu, nối kết nó, đeo đuổi nó, giữ nó một cách không gián đoạn để tạo ra những giá trị không có sai lầm về trực quan, không có sai lầm về suy luận, thì cái đó được gọi là duyên thành thật tánh. Như vậy duyên thành thật tánh ở đây nó vẫn được hiểu nôm na như là cái nhìn chánh kiến của kinh điển nguyên thủy, hay là suy luận đúng và trực quan đúng với bản chất của tánh cảnh ở trong duy thức học, hay là ở trong nhân minh luận nói chung.
Thì trên cơ sở đó ta sẽ phân tích cái bài kệ Nguyên Văn 20, 21 và 22 của Tam Thập Tụng để thấy rõ được cái tương quan nhận thức về một đối cảnh mà có những quan điểm khác nhau. Nhược duy hữu thức, hà cố thế tôn, sứ sứ kinh trung, thiết hữu tam tính, ưng tri tam tính, diệt bất ly thức, sở dĩ giả hà, tụng viết, do bỉ kỷ biến kế, biến kế chủng chủng vật, thử biến kế sở chấp, tự tánh vô sở hữu, y tha khể tự tính, phân biệt duyên sở sinh, duyên thành thật ư tha, thường viễn ly tiền tính, cố thử giữ y tha, phi dị phi bất dị, như vô thường đẳng tính, phi bất kiến thử bỉ. Dịch nghĩa sát: nếu chỉ có tâm thức thì tại sao nhiều nơi trong kinh Đức Phật nói có ba tính? Nên biết rằng ba tính cũng không biệt lập hoài thức. Vì sao? Tụng giải thích rằng do biến kế này kia phân biệt mà mọi điều được biết theo duyên. Biến kế sở chấp hoàn toàn, tự tính của nó chưa từng có sinh. Y tha khể hình thành từ cách phân biệt duyên tương tức mà ra. Viên thành thật đối y tha, vắng bạc vĩnh viễn, khác và giống nhau. Như vô thường tính hay biến đổi, cái này không thì cái kia không, hiểu cái này cái kia thông, bằng không khó thấy tính tương duyên này. Tức là phần dịch sát nhưng có thêm phần giải thích nằm trong dấu hoặc vuông để chúng ta hiểu rõ hơn về cái câu cuối cùng quá xúc tích và khó hiểu. Trước khi đi vào trong phần phân tích đó, thì chúng ta thấy Kinh Lăng Già đề cập đến ba tự tính có sự khác biệt nhỏ về khái niệm đầu, đó là vọng kế tính, duyên khởi tính và duyên thành tính. Còn duy thức Tam Thập Tụng và duy thức học nói chung, mà dầu cũng tham khảo đối chiếu kinh điển Nguyên Thủy về phương diện này, bao gồm Kinh Lăng Già, như cách dụng ngữ đó có phần là ngắn gọn hơn. Vọng kế ta, kế đây là phân biệt, vọng là sai lầm, tức là nhận thức đánh giá sai. Còn duyên khể là tính điều kiện tương tức đa chiều, duyên thành là trọn vẹn khi duyên khể tính đã được thực hiện. Vậy cái chữ tính đây là tính chất, cái tính chất liên hệ đến việc nhận thức đánh giá của chúng ta. Hai nhận thức đúng ở đây được hiểu là nhận thức tương duyên tương tức và nhận thức viên thành như bản chất của sự vật đang là. Còn nhận thức vọng chấp được xem là phản ánh sai lầm của các giới quan về thế giới hiện thực, vốn cần nên chuyển hóa. Trước nhất ta nghiên cứu về biến kế sở chấp tánh. Có thể định nghĩa bao quát bất cứ nhận thức nào, đánh giá gì không phản ánh đúng được bản chất của sự vật đang diễn ra, tức là thiếu cái nhìn chân như, được xem là biến kế sở chấp. Biến kế không có vấn đề, nhưng mà sở chấp mới là vấn đề. Định nghĩa gọn ở trong Thành Giới Thức Luận: châu biến kế độ, tức là suy tính cùng khắp gọi là biến kế. Và ở một chỗ khác á, được hiểu là tương đương với hư vọng phân biệt, tức là các phân biệt bao gồm nhận định, đánh giá, loại suy, diễn dịch, quy nạp, tổng hợp không phản ứng đúng với sự vật, được xem là hư vọng. Cái đó là cái biến kế sở chấp. Như vậy bản chất của việc suy tính nhận định giá cùng khắp không phải là mối quan hoài của chúng ta, mà là sự chấp vào cái nhận thức sai lầm là một cái thật
trên dữ liệu của các đối vật được chúng ta nhận định đánh giá mới là mối quan hòa. Làm chủ được cái thái độ nhận thức sai lầm đó đó, chúng ta sẽ vượt qua được loại hình nhận thức nguy hiểm vừa nêu. Biết cái sự chấp thường phán đoán các đối vật một cách rất lệch lạc, trên cơ sở lệch lạc đó lại xác định cái tính thực hữu hay không thực hữu của thực tại hiện tiền, thậm chí là đồng nhất hay là dị biệt, câu hữu hay là không câu hữu. Do tính dị nguyên như vừa nêu, nó được gọi là biến cái sợi chấp. Ví dụ như cái đang thực hữu ta bảo là do tâm mà có, là một biến cái sợi chấp. Vật chất không phải là đầu mối của mọi sự vật hiện tượng, mà lại cho rằng nó là khởi nguyên của dạng hữu, là biến cái sợi chấp. Chết rồi là hết, là một biến cái sợi chấp. Hành động không có kết quả đạo đức ở hiện tại trong tương lai là một biến cái sợi chấp. 2 + 2 = 5 là biến cái sợi chấp. Như vậy phán đoán nào không phù hợp với các cái quy luật chân lý của khoa học và cái chân lý của thực tại, chân lý của chánh pháp đều được gọi chung là biến cái sợi chấp. Phần lớn các loại bói toán, xem tướng, đoán vẽ, tử vi, phong thủy đều là biến cái sợi chấp đó. Cái độ chuẩn xác dựa trên các kết quả ngẫu nhiên được hỗn hợp hay tập hợp một cách có dụng ý, rồi suy luận ra rằng là thể ai có ngày tháng năm sinh như tên, tướng trạng như thế, sẽ có tính khí như thế, và tính khí này không thay đổi. Chấp thường, chấp đoạn, chấp biên kiến, chấp nhị nguyên, chấp nhất nguyên, chấp nhất thần, chấp đa thần đều là biến cái sợi chấp. Thay vì kinh điển gọi là chấp ngã, ngã sở hữu và chấp pháp, thì các nhà duy thức học gọi là biến cái sợi chấp đó. Nó phổ quát hơn, nó rộng hơn, để ta có thể thay thế cái tân ngữ của động từ chấp này là cái gì cũng được, miễn nó không đúng với thực tế, gọi là sợi chấp. Về bản chất, theo Ngài Thế Thân thì biến cái sợi chấp tính chỉ tồn tại trong một thời gian tạm thời, và do vậy thực chất nó là một giả hữu chứ không phải là một thực tính, thì nhận thức đó là sai lầm. Các nhận thức sai lầm mà sẽ được điều chỉnh khi ta có những điều kiện khách quan, khoa học và chân lý hỗ trợ. Ví dụ về đêm ta đi lững thững có thể vấp ngã té, và cái vật vấp ngã đó có thể là một cái chân ghế, nhưng mình có thể nghĩ như là cái thanh sắt của ai đang cài, hoặc chỉ là một sợi dây, mình nghĩ tưởng như là một cái đống vật gì đó. Mà khi mở công tắc đèn lên thì nhận định sai lầm đó không tồn tại nữa. Hay là đang ngủ mê, nhất là từ 3 giờ đến 5 giờ sáng đấy, thì các giấc mộng xuất hiện rất là nhiều. Ác mộng hay là mộng đẹp đều là biến cái sợi chấp, mà mở mắt ra là tan biến hết, nó chỉ tạm hữu rồi. Tính cách tồn tại không như thực là một giả hữu. Và cái gì là giả hữu, cái đó không đáng để chúng ta phải vương vấn nhiều. Ngài Huyền Trang mở rộng cái nội hàm của các đối tượng được chấp như là một biết cái sẽ chấp, bao gồm 3 cõi: dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Tâm ở đây được hiểu là 8 loại, từ 6 giác quan cho đến mặt na, a lệ gia. Rồi các tâm sở theo duy thức học thì gồm có 51 tâm sở, 52 tâm sở tùy theo trường phái, đều là các đối tượng bị phân biệt hư vọng,
hoặc đều là những dữ liệu dẫn đến sự phân biệt hư vọng của con người. Ta nói một cách rộng nhất để chúng ta dễ thấy, nguyên nhân ngài nói như sau: tam giới tâm, tâm sở, thị, hư vọng, phân biệt. Luận Nhiếp Đại Thừa cho rằng cái gì là năng biến kế, cái gì là sở biến kế, cái gì là tự tính biến kế sở chấp, nên biết rằng ý thức là năng biến kế vì nó có phân biệt. Ý thức dùng danh ngôn phương tập của nó và tất cả các thức khác làm chủng tử, do đó ý thức hoạt động phân biệt với vô biên hình thái khác nhau vì nó phân bố khắp tất cả mọi nơi nên được gọi là biến kế. Về định nghĩa này đặt ra cái nội dung và xác định đối tượng biến kế là ai. Dĩ nhiên trong danh sách 10 đại luận sư của di tích học đó, không phải luận sư nào cũng chấp nhận chỉ có ý thức là đầu mối của biến kế sở chấp. Có một số vị thì cho rằng là ngoài ý thức còn có mặt na, một số vị thì cho rằng là cái phán đoán sai, tức là tợ trực quan của một số giác quan cũng có thể là đầu mối hoặc là đồng hành với các biến chấp sắc. Còn đại đa số thì chấp nhận có hai thức chính, đó là ý thức và mặt na thức thôi. Nó có tính năng biến cái sở chấp vì ý thức là hoạt động gần như là thường xuyên liên tục, mặt na cũng có tính năng ở mức độ vi tế ngấm ngầm hơn, và khi hai thức này phối hợp với nhau thì biến cái sở chấp hầu như là xuất hiện trong mọi hình thái của nhận thức và đánh giá. B. Chủ thể phân biệt, thuật ngữ di tích học gọi là năng biến kế. Đề cập đến chủ thể phân biệt với các loại hình chấp trước khác nhau dẫn đến các ngộ nhận trong thế giới thực tại, thì như chúng tôi vừa nói, có hai đầu sỏ là ý thức và mặt na. Mở rộng hơn, một số và luận sư của di tích học cho rằng các tâm sở phiền não, một số tâm sở chuyên biệt và một số tâm sở bất định cũng có thể đóng vai trò hỗ trợ, đồng hành, đồng lõa, tương tác với ý thức và mặt na trong vấn đề tạo ra một nhận thức sai để dẫn đến nhiều hậu quả của hành vi ứng xử trong đời sống thực tế. Bởi vì các tâm sở thuộc nhóm hữu lậu luôn có khả năng và tính chất phân biệt hư vọng. Ví dụ như tâm sở nghi, sống với cái tâm hoài nghi thì không thể nào có phán đoán đúng được. Do đó ý thức mà cộng với nghi dẫn đến ngộ nhận. Hoặc là hiềm, hận, sân, cuống đều là những cái thái độ tâm lý tiêu cực. Nếu đồng hành với mạt na vốn có ngã si, ngã kiến, ngã mạn, ngã ái, thì tâm bỏng sẻn, rồi hiềm khích, rồi xấu tánh, rồi tật đố, ganh tị, hãm hại chắc chắn là phải có mặt đó. Và khi tất cả những cái này khống chế rồi thì bản chất của nhận thức đó khó có thể trung lập được lắm. Thì làm sao có thể đạt được cái tính năng nhận thức chuẩn xác trong tình huống này? Khi chủ thể nhận thức phân biệt dưới góc độ là có sở chấp, do phong tục tập quán, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, ý thời chính trị hoặc là cái nhìn chủ quan bản thân chi phối, thì nội dung của những cái được đánh giá chỉ là các ảnh tợ của sở thủ và đăng thủ ra, tức là ảnh tợ của những đối tượng được chúng ta chấp hay là bị chúng ta chấp, hoặc là tạo ra cái tiến trình của sự chấp thôi. Bản chất của chủ thể phân biệt theo luật cô xá thì gồm có ba phạm trù: tự tính phân biệt,
Tức là các cái phân biệt đó, theo bản chất của nó như là một cái cấu trúc, nó có cái tính năng gần như là vô điều kiện, nó được tái lập đi lặp lại với con người trải qua các tiến trình của sanh tử. Chẳng hạn như mình chấp thân thể này là tôi, rồi việc hưởng thụ kama, tức là tính dục đó, nó là cái phương diện sở hữu của tôi để tôi được hạnh phúc. Cho nên khi sinh ra không giáo dục, không ai nói đến, ta vẫn mặc nhiên có nó kể từ tuổi 10, 12 trở đi. Nó mang tính bản chất, nó gắn kết rất là sâu. Chế độ phân biệt, tức là những cái sở chấp được cấu trúc bằng sự thẩm tra và định dạng trên việc nhận định đánh giá. Từ khi chúng ta được yêu cầu nghĩ về thì chúng ta mới tiến hành đánh giá đó, còn mà không thì thôi, ta bỏ qua. Ví dụ như học theo tín chỉ thì sinh viên phải có yêu cầu là đánh giá giảng viên bằng danh sách của các câu hỏi. Khi đánh giá đó thì có người đánh giá chủ quan, có người đánh giá khách quan. Đánh giá khách quan thì trở thành là y tha dương khởi tánh, và đánh giá chủ quan vì thầy đó, sư cô đó chấm điểm mình gắt quá, mình bị rớt, cho nên mình phải phản hồi lại là thầy cô giáo đó giảng dở. Thì cái đó là biến kế sở chấp tánh. Hoặc là thầy giáo chấm điểm bài cho người học vì không thích quan điểm của người đó, dầu người đó nói đúng, có sáng tạo ý kiến hay, vẫn cho điểm rất là thấp. Tại vì có cái biến chế sở chấp ở đây, đó là một cái thành kiến đang can thiệp vào, do có một cái yêu cầu cụ thể đánh giá vân vân. Cuối cùng là dạng tùy niệm phân biệt, tức là những cái nhận định đánh giá mang tính hồi tưởng, ký ức hoặc là liên tưởng cái gì đó ở trong tương lai thông qua các cái cấu trúc xây luận, loại suy, quy nạp và diễn dịch. Cái này là mặc dầu đối vật của nó không phải là ở hiện tại, nhưng việc phan duyên đánh giá nó vẫn được diễn ra, cho nên tính đúng sai của nó không được đảm bảo. Và nếu nó không phản ánh hiện thực đó, thì cái tùy niệm phân biệt đó được xem là một biến kế sở chấp. Luận của sáng cũng còn tiếp tục phân tích cho chúng ta thấy là năm thức giác quan mắt, tai, mũi, lưỡi, thân không phải là cái phân biệt. Thì đó là một cái quan điểm khá nhất quán trong các luận phẩm liên hệ đến duy thức nói chung, nhất là duy thức của Phật giáo Đại Thừa. Vì theo các luận sư đó, năm giác quan không có khả năng thẩm sát, tức là kế độ phân biệt, và cũng không có khả năng hồi ức. Con mắt không có khả năng hồi ức, mà hồi ức là ý thức nè, gọi là mạt na, là công việc đó. Thì lấy cái dữ liệu tiếp nhận của con mắt để đánh giá thôi, cái con mắt nó không làm công việc đó nữa. Kinh Giải Thâm Mật cho rằng thức A Lại Da chấp thọ tất cả các hạt giống của danh tướng phân biệt, danh ngôn hí luận. Vì vậy chủ thể biến kế sở chấp trong tình huống này đó, nó có cái khuynh hướng là sử dụng các dữ liệu trong kho tàng của tâm thức. Cho nên trong nghiên cứu đó, chúng ta được khích lệ là không nên lệ thuộc vào người thầy bởi uy danh của vị ấy, bởi vì khuynh hướng đó sẽ làm cho chúng ta chấp nhận một chân lý mà không cần kiểm định lại nó. Và nếu chân lý đó có vấn đề thì toàn bộ các giả định kéo theo sau do tin vào uy danh này trở nên là hỏng chừng. Do đó ta buộc phải tiếp tục khảo cứu từ cái nỗ lực độc lập của bản thân. Thì tất cả những dựa vào một uy danh nào đó, nó gọi là các cái chủng cử tập khí đã có trước. Còn ở đây chúng ta được khích lệ là phát huy tất cả những cái có, chỉ là một giá trị tham khảo thôi, chứ phải là chân lý trong tự thân. Hiển Dương Chánh Giáo Luận cho rằng là thức thứ 8, nhận thức được các tập khí
bị nhận thức sai lầm như là tự tính của những cái bị biến cái sợi chấp. Ở đây nói về cái tương quan thức thứ 8 với ý thức và mạt na trong việc dẫn đến những cái nhận thức sai thôi. Tại bởi vì Alaya là một kho tàng, cho nên biến cái sợi chấp dầu của ý thức hay của mạt na đều liên hệ ít nhiều đến nó. C. Đối tượng được biến kế, tức là sở biến kế. Tất cả những cái phân biệt hư vọng trong biến kế thì được gọi chung trong thuật ngữ của Duy Thức Tập Thuật Tụng là bỉ bỉ. Anh dịch nôm na trong tiếng Việt là cái này cái kia, tiếng Sanskrit là jena jena, là một đại từ liên hệ có tính chỉ thị đa dạng, không chỉ cho số lượng của vật được phân bố mà tất cả mọi thứ. Bỉ bỉ tức là cái này cái khác, vấn đề này vấn đề nọ, người này người kia, chỉ chung cho số nhiều đa dạng khác nhau. Như vậy nói chung là đối tượng được biến cái sợ chấp là tất cả mọi sự vật hiện tượng, từ cái lớn nhất đến cái nhỏ nhất, từ cái có thể tiếp xúc được cho đến cái chỉ có thể hình dung thôi. Nói chung là pháp. Luận Nhiếp Nhà Thừa xác định khu biệt hơn, vào trọng tâm hơn, là đối tượng của biến cái sợi chấp là các vật y tha khể, tức là đi sát vào ngay trong vấn đề của chúng ta. Y tha khể là mang tính duyên khể, bởi vì mọi vật không được tự hình thành trong đời thân của nó mà phải nhờ vào các yếu tố khác. Rồi các yếu tố đó đó, nó là tính tương duyên, vô thường, vô ngã, cho nên nó trở thành là đối vật được chúng ta nhận định đánh giá hàng ngày hàng giờ. Có điều là chúng ta đánh giá sai. Hay gì, nó là một y tha duyên khể thì chúng ta cho rằng nó là tôi, là sở của tôi, là tự ngã của tôi. Biết cái sợi chấp từ đó mà được hình thành. Mọi đối vật hay là pháp, nếu hiểu theo nghĩa đúng của Duy Thức Học là y tha duyên khể. Rõ hơn nữa, pháp là pháp y tha duyên khể. Sự vật là sự vật được nương vào nhiều yếu tố mà hình thành, chứ không có sự vật nào là hình thành trong tự thân của nó. Thì cái định nghĩa này theo chúng tôi rất là xác thực và đi vào ngay trọng tâm để chúng ta thấy rõ được ba vấn đề đánh giá từ một hiện thực. Có cái dẫn đến sai là biết cái sai chấp, hai cái đúng, đúng ở mức độ tương đối luận là y tha duyên khể, đúng ở mức độ tuyệt đối là phi thành thật. Nếu giải thích về từ vựng học thì bỉ bỉ trong câu nguyên văn đó có thể được hiểu là ngã, là pháp, là uẩn, sứ, dế, bị nhận thức một cách sai lầm là của tôi, tự ngã của tôi, sở hữu của tôi, hay là chính bản thân tôi. D. Các nhóm biến cái sợi chấp. Các nhà duy thức học và phân loại phần lớn liệt biến cái sợi chấp vào hai nhóm với nhiều thuật ngữ đồng nghĩa và dị nghĩa khác nhau. Sau đó phát triển rộng ra thành là 10 nhóm biến cái sợi chấp. Nhiếp Luận cho rằng tự tính biến cái sợi chấp, tức là những cái biến cái sợi chấp nó tồn tại như là một thực thể gắn liền với chúng ta từ nhiều đời kiếp. Ví dụ như ta cho rằng đây là mắt của tôi, đây là tóc của tôi, đây là áo tràng của tôi, đây là bàn của tôi, đây là trường của tôi. Những mặc định về phương diện pháp luật và dân sự. Không thể nói như thế, không nói như thế được, vì xã hội nó là vậy đó. Cái chân lý tương đối đó buộc chúng ta phải làm như thế. Ví dụ như ta có căn nhà thì mình phải nói là nhà của tôi, vì nhà đó có sổ hồng, rồi mình có vật dụng mua, có hóa đơn đàng hoàng, không thể nói là nhà của người khác được. Cho nên khi ly dị ra tòa thì cái nhà đó nếu được mua trước khi kết hôn là thuộc về sở hữu của người đó, chứ không thể là chia đôi. Những cái sở hữu mới, rồi những cái khoản tiền mới có sau khi đính hôn với nhà mới bị chia đôi, cái đó là sở hữu chung.
đó là mặc định về 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 dân sự và pháp lý. Đó là một cái biến kế sẽ chấp thuộc về dạng tự tính, gắn kết với luật phong tục tập quán, cái đó không thể không có. Cái đó nó là cái cán cân của công bằng xã hội, mà nó cũng là cái rắc rối của công bằng xã hội. Đối lập với tự tính biến kế là sai biệt biến kế chấp, tức là cũng từ những cái mặc định dân sự và pháp luật mà mỗi người có quan điểm khác nhau. Giờ có người nói là tôi có sổ hồng nên nó là nhà của tôi. Người khác phản biện lại không, tại vì tôi là người Việt kiều, tôi bỏ tiền ra tôi mua, mà theo luật pháp Việt Nam hiện hành là tôi không được quyền đứng tên, cho nên trong thời gian qua tôi đã nhờ anh chị đứng tên giùm. Do đó dầu có tên trên sổ hồng, anh chị vẫn không phải là chủ sở hữu của nó. Đó là hai thái độ hoàn toàn khác nhau. Nếu như người phản biện mà không có những cái chứng từ, chẳng hạn như là có luật sư công nhận, rồi máy thu âm ghi chép lại cái việc mà giữ đứng tên giùm, rồi tiếp nhận tiền ngày mấy tháng mấy để mua căn nhà này vì những khó khăn có luật, thì việc ra tòa như thế phần thắng sẽ thuộc về cái người cưỡng đoạt tài sản, do vì họ có đứng tên trên pháp lý. Thế cũng là một vấn đề sở hữu căn nhà thôi, nhưng mà ít nhất là có hai quan điểm mà. Rồi luật lại dựa vào những cái bằng chứng thật và hư để định đoạt thôi. Thì cái đó là sai biệt biến kế. Nó tùy theo điều kiện, tùy theo những cái tang vật, tùy theo những cái gì đang có, được gắn kết với sự thảo luận chung. Lượng Du Già thì đưa ra hai loại biến kế khác, đó là tùy giác biến kế và quán tập tập khí tùy miên. Tùy giác là tùy theo cái biết, cái nghe, cái ngửi, cái cảm nhận mà ta có những cái thái độ nhận thức khác nhau, không ai giống ai hết á. Đó là thuộc vào văn hóa, phong tục, tập quán, là cá tính. Còn cái quán tập tập khí tùy miên, tức là những cái phân biệt nó ngủ ngầm như là một quán tính, lệ thuộc vào cái tập quán, rồi cái nghiệp khí của riêng mình từ lâu đời. Ví dụ như có người uống trà phải cầm cái ly để trân trọng như thế này, ước lên uống xong rồi để xuống không nghe âm thanh gì hết, thì cái đó nó là cũng là một cái tập quán. Là bởi vì kể từ khi vào chùa, ảnh hưởng theo thiền trà của Phật giáo, thì tự động cái cách ăn uống chúng ta nó trở thành rất là nhẹ nhàng, đẹp lắm. Còn là người đời thì đâu ai được huấn luyện để ý được tới về chuyện đó đâu. Cứ để là ực đã xuống đầu bập kẽn kẽn hút rột rột rồi không sao. Nó là một quá trình tập quán. Một đoạn khác trong Du Già cho rằng biến kế sai chấp có loại là không sai biệt, có loại là có sai biệt. Thì nói về nhóm loại người có cùng một đối tượng để phân định đánh giá, giống và khác khác nhau thôi. Hiển Dương Thánh Giáo Luận lại đưa ra ảnh hưởng của ngôn ngữ trong quá trình biến kế sở chấp, vì nó là phương tiện truyền thông quan trọng nhất của con người. Thì biến kế ảnh hưởng bởi dân tự và biến kế phi dân tự. Có những cái chấp trước liên hệ đến chữ nghĩa, cái này nó mắc ngú lắm. Các cái luận tranh, đấu tranh, ngữ tranh, bút tranh, khẩu tranh đều liên hệ đến này hết. Chơi chữ chí thức nhiều chừng nào á, thì khi mà nói chì chiết nó nặng nề chừng ấy, móc méo nghe mà nó đau đớn. Cái phân biệt đó dựa vào cái ngôn ngữ, bám vào ngôn ngữ để làm cơ sở dữ liệu, rồi vì chấp vào ngôn ngữ đó nên mình nghe mình thấy mệt mỏi theo. Còn có cái là nó không theo ngôn ngữ, người ta cũng tình cờ hoặc là thể hiện gì đó là, nhưng mà vì người có chấp có vấn đề cho nên thấy những cái biểu hiện đó là có vấn đề theo, nó không liên hệ gì đến ngôn ngữ hết. Biến kế cũng có thể chia làm ba loại, chẳng hạn như luận câu xá cho rằng là tự tính phân biệt, tùy niệm phân biệt và kế đồ phân biệt. Tự tính thì mang cái tính cách là bản năng với chúng ta sau sinh tử, tùy niệm là dựa vào những cái thấy nghe ngửi biết trong từng cái không gian và thời gian nhất định. Còn kế độ là nó có điều kiện, nó có cái xúc tác, có cái yêu cầu, cái sự phân biệt mới bắt đầu được thực hiện.
phân loại như thế này nó rộng hơn, để chúng ta thấy các cái phạm vi dẫn đến sự chấp trước là rất rất lớn. Bốn loại biến kế theo nhiếp luận đó thì gồm có tự tính biến kế, sai biệt biến kế, hữu giác biến kế và thiền xảo danh ngôn. Vô giác biến kế rồi hay là không thiện xảo danh ngôn. Nói chung là cứ mỗi một cái nhóm loại như vậy giúp cho chúng ta hiểu rõ hơn cái cơ chế hoạt động của biến kế sẽ chấp. Vì thời gian có giới hạn đó, cho nên 5 loại biến kế, rồi 6 loại, 7 loại, 8 loại, 9 loại, 10 loại là chúng ta tự nghiên cứu thêm thôi. Vẫn có thể thấy rõ được tất cả mọi thứ đều có thể trở thành là đối tượng của sự chấp trước. Phần 2, y tha duyên khởi tính. Y tha duyên khởi được hiểu là bất cứ cái gì được sản sinh bởi và bị tùy thuộc theo các nhân và duyên khác với chính nó, chứ không tồn tại trong tự thân của nó. Đây là định nghĩa rộng nhất, bao hàm nhất. Như vậy có thể nói không có một vật nào, từ vật chất cho đến tinh thần, từ lớn nhất cho đến nhỏ nhất, từ cái cụ thể cho đến cái trừu tượng, đều là y tha duyên khởi. Nó phải nương vào nhiều điều kiện tương tác đa chiều hết, chứ không thể tồn tại một cách biệt lập được. Rồi nhận thức như thế không phải là một chuyện giản đơn. Chẳng hạn như tín đồ của Nhất Thần Giáo từ nhỏ đã được nhồi sọ Chúa là chủ thể của mọi thứ, cho nên là con người đó là tùy thuộc vào. Như vậy tính tương duyên và tương tức là không hề được đặt ra. Chúa có thể thưởng phạt, muốn sống thì sống, muốn chết thì chết, muốn hạnh phúc thì hạnh phúc, và muốn khổ đau là cho khổ đau. Nó không có một cái tương tác trong tự thân nhân quả và duyên khởi của các sự vật. Theo Tam Thập Tụng thì tính thể tự hữu của y tha là các cái phân bố cấu trúc, tức là những cái phân biệt được thực hiện thông qua các điều kiện. Bây giờ nếu ai đó có thể chứng minh hay là liệt kê được một cái gì đó mà không mang tính điều kiện, có lẽ là suốt cả cuộc đời cũng không tìm ra được. Vậy mà những người theo Nhất Thần Giáo và Đa Thần Giáo cho rằng Thiên Chúa là vô điều kiện, Thiên Chúa không có mẹ cha, Thiên Chúa là không có cái bắt đầu, Thiên Chúa là siêu việt mọi danh ngôn và trí tưởng tượng của con người. Rồi khi mình hỏi tới nữa tại sao thế, thì câu trả lời của họ là không thể lấy cái giới hạn kiến thức của con người để đánh giá cái siêu hạn, siêu duyên, siêu nhân, huệ. Cho nên là cái biến kế sẽ chấp hạng nặng, mà thay vì phải nghĩ nhìn đó là như là một cái y tha duyên khởi. Tưởng cũng xin trích dẫn ra đây các cái nội dung mà tất cả chúng ta đều đã biết về cái sự kiện sau khi Đức Phật thành đạo đấy, thì có mô tả bởi dân học Bali rằng là Ngài muốn nhập Niết Bàn liền. Đức Phật do dự vì nghĩ rằng là chân lý tuệ giác sâu sắc mà Ngài khám phá cao quá, vượt khỏi cái tầm tri thức của người phàm kẻ tục, cho nên việc truyền bá nó sẽ dẫn đến tình trạng phỉ báng pháp, làm cho chúng sanh bị rơi rớt trong khổ đau nhiều hơn. Tốt nhất là cứ ngậm miệng làm thinh. Sau đó Phạm Thiên Sahampati xuất hiện thưa thỉnh 3 lần để Đức Phật chuyển pháp luân. Lúc ấy Đức Phật mới bắt đầu tuyên ngôn chánh pháp. Thì rõ ràng nếu đối chiếu với kinh tập là một bộ phận quan trọng của luật tạng, thì Đức Phật đã phủ định Thượng Đế rồi. Thượng Đế không có thật, Thượng Đế chỉ là một y tha duyên khởi tánh thôi. Mà nếu Thượng Đế mà giả sử có thật đi nữa, thì Thượng Đế cũng giống như bao nhiêu con người khác, cũng có nhân quả nghiệp báo,
giống như chúng ta, cho nên Thượng Đế không thể tự cứu chính mình, làm sao cứu con người. Và nếu Thượng Đế có thật thì Thượng Đế được liệt vào hạng bất công tội lỗi vì đã tạo ra một thế gian hư hỏng. Đối chiếu hai sự kiện đó lại thì ta thấy là Đức Phật không hề thừa nhận có sự hữu của Thượng Đế theo nghĩa là một thực thể độc lập vượt ra ngoài mọi duyên. Nhưng trong cái phần mô tả về cái đoạn sau khi giác ngộ thì lại thừa nhận là có Thượng Đế đến thỉnh chữa pháp luật. Thì ta biết đó là sự thêm vào của các nhà biên tập ở đây, tức là các tổ sư của Phật giáo. Ý muốn nói rằng là cái chân lý của nhất thần giáo trong Bà La Môn, đa thần giáo về sau này của Bà La Môn giáo đã không còn chỗ đứng nữa, vì Thượng Đế, tức là đỉnh cao nhất của nhất thần và đa thần, đã phải nhường thế giới này lại cho Đức Phật, thỉnh Ngài chịu pháp luân. Nó giống như truyền trao lại, đưa Ngài lên trở thành là minh chủ. Đó là một cái chiêu khéo léo về vấn đề hoằng pháp ấy. Nó làm cho những người theo Bà La Môn giáo không cần phải đi theo nữa, bởi vì chúa của họ đã là đệ tử của Phật rồi, nên làm theo Phật còn hơn là trở thành là sư cháu, làm đệ tử tốt hơn, phải không ạ? Bây giờ làm đệ tử của chúa đệ tử của Phật thì trở thành là sư cháu. Đó là một cái cách khéo léo trong nghệ thuật hoằng pháp thôi, chứ nó hoàn toàn không phản ánh rằng là đã từng có một Phạm Thiên ra thưa thỉnh ba lần, vì Như Lai Thế Tôn không thể rơi vào do dự không chuyển pháp luân. Chuyện đó là chuyện không bao giờ có. Một cái nhận xét thú vị hơn của các nhà luận sư duy thức khi cho rằng tâm bao gồm 8 thức và tâm sở bao gồm 51 chủng loại, do bị chi phối bởi sự quân tập và được sản sinh bởi các duyên khác nhau, cho nên chúng trong tự thân cũng được gọi là y tha duyên khể. Nhưng mà không có cái gì là không y tha duyên khể, từ mọi sự hiện tượng cho đến các tâm tâm sở đó cũng thế thôi. Sự phân biệt phát sinh do các duyên, nên duyên chính là y tha. Ở đây chúng ta thấy định nghĩa thì có vẻ nó khác nhau, nhưng mà gộp lại thì chúng ta thấy cái chữ tánh không ở trong triết học của Ngài Long Thọ, tức là Trung Quán Luận, cũng không có khác gì so với cái chữ y tha ở trong Du Già Tông á. Nội hàm là một thôi, vì đều dựa vào nền tảng của học thuyết duyên khởi mà Đức Phật đã chủ trương. Dù sao đi nữa thì Du Già Tông là bám sát nghĩa từ, và việc sử dụng thuật ngữ mới đó nó cũng gắn kết ở gần như là 80%, cho nên là sự chấp nhận nó trở nên dễ dàng hơn. Ngài Long Thọ được xem như tổ sư quan trọng của Trung Quán Luận để phân tích cái duyên khể bằng hai cái điểm mới là giả và tính không. Mà tính không được định nghĩa là nương vào duyên, cái gì là duyên cái đó là tính không, cái gì là tính không thì có là giả, mà cái gì giả cái đó là vô thường, cái gì vô thường cái đó là nhân duyên. Thì dùng từ khác nhau thực ra cũng là một nội dung đó. Đó là sự sáng tạo của các vị tổ sư ngày xưa. Theo Ngài Thiramati, dựa vào kinh Nhập Vô Phân Biệt Đà La Ni, thì trí tuệ hậu đắc, tức là trí tuệ cuối cùng, trí tuệ dẫn đến sự chứng đắc đó, quả thánh, sẽ giúp cho người có được nhận thức các pháp, tức là mọi sự hiện tượng thực ra chỉ là những trò huyễn thuật, tức là xiếc á, hoặc là những ảo tượng, những đánh giá bóng dáng tiên trần chứ không phải là tự thân của chúng, hoặc là chim bao, tức là những hình ảnh không có thật, hoặc là tiếng dội trăng dưới nước, hoặc vật được hóa hiện mà thôi. Ai thấy rõ được như thế thì cái đó xa lìa được biến cái sở chấp, bằng không nó trở nên là quan trọng quá vấn đề, cường điệu quá vấn đề, thần tượng quá con người. Do vậy mỗi khi có gì đó khác với cái kỳ vọng chúng ta, nỗi khổ niềm đau dâng lên đến độ là bị tuyệt vọng, có người muốn tự tử mà chết. Nhiếp Luận phân biệt ra một số, thứ nhất là khái niệm, thứ hai đó là tướng trạng,
của y tha duyên khởi tánh là gì? Thế nào là y tha duyên thể tướng? Đó là các thức được kể là những tác viên phân biệt hư vọng lấy A-di-đà làm chủng tử. Ở đây nói về cái phương diện chuyên sâu thức lấy các cái dữ liệu trong kho tàng A Lệ Gia làm đối tượng đánh giá, cho nên dẫn đến sự sai lầm. Đây đó là những cái tướng trạng mà chứ thực chất nó chỉ là một y tha duyên khởi, nhưng mà lại đi xem là ngã sở hữu hay là pháp cố định. Tất cả những thứ đó là gì? Thì gồm có thân thức, thân giả thức, thọ giả thức, bỉ sở thọ thức, bỉ năng thọ thức, thế thức, số thức, sứ thức, ngôn thuyết thức, tự tha sai biệt thức, thiện thú ác thú sanh tử thức. Thì 11 loại thức này đó là một cái phân biệt dưới hình thức là liệt kê để chúng ta thấy rõ được những cái nhận định đánh giá trên thân, trên cảm thọ, trên những tác năng vân vân đó, để cho thấy được từ một cái duyên khởi y tha chúng ta trở thành là những cái loại biến kế sở chấp khác nhau đó. Phần 3, duyên thành thập tánh. Theo Ngài Thế Thân, cái gì mà theo đó hay là nơi đó không còn tồn tại khách thể tức là sở thủ và chủ thể tức là năng thủ của chấp trước thì được gọi là tự tính duyên thành thật. Đó là định nghĩa khá bao quát. Nếu chúng ta phân định theo cái thế nhị nguyên thì hiện thực là một, biến kế sẽ chấp là đi theo cái chiều phi lượng tức là nhận định sai, và cái y tha duyên khởi đó là nhận định đúng với bản chất tương tích từ cái quy trình lúc nó mới có mặt, diễn tiến, tồn tại, hoại diệt đến hình thành một cái mới. Thì rõ ràng viên thành thật là cái nhận định đánh giá cuối cùng sâu sắc nhất, trọn vẹn nhất trên nền tảng của y tha duyên khởi. Hay là cái khác là y tha duyên khởi nhận thức là cái nhận thức đúng đối với sự vật, và duyên thành thật là nhận đúng một cách lâu dài hơn, không hề có một thay đổi, một cái trái chiều, một cái phản ngược kể từ khi nhận thức duyên khởi đã được thực hiện đối với mọi sự vật hiện tượng. Như vậy y tha duyên khởi và cái duyên thành thật thật qua chỉ là hai phương diện của một vấn đề thôi. Một cái nói về cái chức năng biểu hiện của nhận thức đối lập với cái sai, đó là y tha duyên khởi. Một cái nói về cái bản chất thực tế của mọi sự vật hiện tượng mà nhận thức đó cần phải hướng về thì gọi là viên thành thật. Hai cái này tuy danh xưng khác nhau chứ nội dung thì không khác nhau nhiều. Ngài Thiramati cho rằng bể tính hoàn chỉnh, với sự hoàn chỉnh không biến dạng và sự hoàn chỉnh không đảo lộn nên nhận thức đó được gọi là cái hoàn chỉnh hay là viên thành thật. Ở đây các tổ sư của Di Thức muốn gửi chúng ta một điều là nhận thức y tha duyên khởi không phải lúc nào cũng được giữ cái phong độ đó. Là lúc cái sự cống cao rồi tự hào, tự đắc, thiếu tập thể, thiếu đối kết, rồi chủ nghĩa cái tôi quá nhiều đó, thì một người có nhận thức y tha duyên khởi có thể trở thành là biết cái sai chấp, cho nên vĩnh viễn xa lìa với viên thành thật. Ví dụ như có mặt ở trong trường Phật học do cấu trúc của chương trình đó theo một trình tự liên hệ nhau đa ngành đa nhóm loại, mà người sinh viên Phật học á, sau khi tốt nghiệp sẽ có một kiến thức bao quát và cao hơn các sinh viên thế học một cái đầu. Một người có yếu tố thông minh bẩm chất có thể không cần ngồi dưới ghế nhà trường vẫn có thể là một người hiểu rõ được các vấn đề.
Nhưng mà vì yêu cầu của hệ thống chính trị bắt buộc phải có mặt, cho nên họ vào ngồi lớp vẫn giữ được cái phong độ giữ yên lặng, không có ảnh hưởng gì đến ai, vẫn nghe. Cái nghe đó thì tiếp thu cái mới thì không bao nhiêu, bởi vì những kiến thức này đã có sẵn rồi. Và tuy nhiên vì theo cái cơ cấu các môn học như vậy, cho nên mỗi ngày về nhà nghiên cứu thêm theo quy trình của bài khóa, tự động họ phát hiện ra những cái kiến thức sâu sắc hơn. Thì kiến thức đó, đó nó có được từ nền tảng của y thai duyên khể. Nhưng nếu như ai đó cho rằng là không, tại vì cái bẩm chất tôi thông minh sẵn cho nên lên lớp chơi cho vui, chứ thực ra tôi không học gì được ở các giáo viên, giảng viên, cái đó là nó hơi thái quá. Cái yếu tố đó làm cho người có tầm nhìn y thai duyên khể bị rơi rớt xuống biến cái sợi chấp. Như vậy không giữ được cái phong độ lâu dài, cho nên viên thành thật nó mất đi. Nói một cách khác là viên thành thật là một cái nhận thức y thai duyên khể hoàn chỉnh, không biến dạng, không bị đảo lộn, không bị thay thế, không bị đảo ngược đi dù dưới bất kỳ một áp lực nào. Xem những bộ phim 007 hay là James Bond, thì ta thấy các điệp viên đó là giống như là tuyệt hảo. Ngay cả trong tình huống bị tiêm chích thuốc mê mà sức lực vẫn còn hơn là các lực sĩ, phán đoán đánh giá chuẩn xác đàng hoàng để không bị dướng vào các cái bẫy mỹ nhân kế. Và kết quả là mang lại cái thành tựu to lớn cho chủ nhân của mình. Thế đó là đang nhấn mạnh lên cái tính gọi là viên thành thật, là bởi vì họ được huấn luyện quá tinh vi rồi, cộng thêm những cái năng lực đặc biệt mà họ vốn có, cho nên dầu cho cạm bẫy của biến cái sợi chấp rất là nhiều, nhưng mà họ vẫn giữ vững được là y thai duyên khể để trung thành với lý tưởng mà họ đã được giao. Luận nhiếp thừa cho rằng tánh viên thành thật là sự tuyệt đối không tồn tại của đối tượng như là ảnh tượng tương tự nơi y thai duyên khể. Tức là nhận thức tuyệt đối về y thai duyên khể là viên thành thật. Thực ra thì thật tính của mọi sự vật hiện tượng được thành tựu viên mãn, được hiển thị bởi hay không theo các nhà luận sư, đó gọi là duyên thành thật. Hay không đó là gì? Nó được hiển thị như là phổ biến thường hằng, tự thể không hư dối, loại ra ngoài tự tướng, cộng tướng, hư không, ngã các thứ. Thế đây là một định nghĩa tương đối là khó hiểu, nhưng mà giúp cho chúng ta có thể thấy rõ được, tức là ngã không và pháp không. Nếu ai có nhận thức đó đối với mọi sự vật hiện tượng một cách lâu dài thì cái đó được gọi là đang sống với viên thành thật tánh. Trong bài kệ của Tam Thập Tụng thì chúng ta thấy có cụm từ vĩnh diễn nhấn bạc, chữ Hán dịch là thường diễn ly, thì ta hiểu đó là sự vắng mặt một cách tuyệt đối vĩnh viễn trong tất cả mọi thời gian và không gian. Thì cái vắng mặt đó là cái gì? Ở đây đó là sự vắng mặt, tức là không tồn tại vĩnh viễn của năng thủ và sở thủ bị nhận thức một cách lợi lạc. Nếu mà chủ thể chấp trước, tức là năng thủ, và các đối tượng được chấp trước là sở thủ đó, mà khi có khi không, khi thế này khi thế nọ, thì cái đó nó chỉ là một cái nhận thức lúc đó thì đạt được trình độ y thai duyên khể, khi đó thì bị rớt xuống một bậc là biến cái sẽ chấp. Cái đó không đảm bảo để giúp cho chúng ta có được tuệ tri, thắng tri, để thẳng tiến tới tuệ giác, mà ở đây là hoàn toàn không. Kể từ khi được học Phật pháp, cái nhìn duyên khể tương tức sẽ trở thành là đạo diễn cho chúng ta trong tất cả mọi tương quan xã hội và hành động nói chung. Về phương diện triết lý, ta có thể định nghĩa viên thành thật tánh là pháp tính của y tha, tức là bản chất thật,
pháp tính này là bản chất thật của các sự vật duyên khởi. Do vậy nên biết rằng viên thành đặc tánh không phải khác biệt mà cũng không phải không khác biệt với tánh đi tha, phi dị phi bất dị. Như chúng tôi nói khi nãy, có được cái nhận thức viên thành thật, tức là như thật, trước nhất phải khởi đi bằng y tha duyên khởi. Y tha duyên khởi tồn tại một cách lâu dài là viên thành thật, mà cho nó là một cũng được. Vì đây là cái tuyệt đối về nhận thức đúng cho mọi tình huống, không có một sự sai lầm. Chỉ có các bậc thánh A-la-hán trở lên mới có thể đạt được trình độ đó, và chúng ta phần lớn chỉ mới dừng lại ở y tha. Mà cho rằng là không có khác biệt thì cũng không được, giống cũng không được mà khác biệt được, vì nó là bất nhất mà bất nhị. Cái tính tương tức giữa y tha duyên khể và duyên thành thật đó, nó giống như là sự hỗ trợ để chúng ta có được cái nhìn thập như thị về mọi sự hiện tượng, nói theo dùng ngữ của Kinh Pháp Hoa. Do đó y tha được xem là phần nhiễm và duyên thành thật là phần tịnh. Tính điều kiện giả hữu, giả hợp, vô ngã, vô thường của mọi sự vật hiện tượng là nhiễm, bởi vì nó biến hoại, nó không như chúng ta muốn. Còn viên thành thật là phân tịnh, thấy rồi bản chất như thật và như thị, như thế cho nên ta không còn chấp trước nữa, không còn chao đảo nữa, không còn khổ đau nữa, không bị hệ lụy nữa. Và ở một mức độ đảm bảo hơn, nếu ta muốn có cái nhìn duyên khởi mọi sự vật thì cần phải tu tập làm sao có được cái viên thành thật tánh, để không bao giờ ta trở lại cái biến cái sẽ chấp nữa. Viên thành thật là cái nhìn chính xác vị tha duyên khởi mà người chấp xem là biến cái sẽ chấp. Đó là một vấn đề thôi, mà có là ba tầm nhìn. Tầm nhìn chân lý tương đối gọi là y tha duyên khởi, tầm nhìn chân lý tuyệt đối được gọi là viên thành đặc tánh, và từ đó chúng ta thấy nó tương đương với hai cái từ chân đế và tục đế thôi. Tục đế là chân lý khách quan, chân lý mặc định, chân lý giả đặt, còn chân đế là chân lý trong tự thân của chính ta. Nói tóm lại, nội dung của ba tự tính giúp cho chúng ta có cái nhìn rằng là duyên hay là điều kiện góp phần quan trọng trong vấn đề dẫn đến một nhận thức đúng hay là sai lạc. Quan trọng hơn nữa là dầu có duyên thuận hay duyên nghịch, nếu chúng ta được huấn luyện thì nhận thức đó bao giờ cũng hướng đến chân lý, hoặc tối thiểu là tiệm cận chân lý ở mức độ cao nhất, đó là y tha duyên khởi. Huấn luyện ở mức độ có sự hỗ trợ dài lâu và duy trì cái tính dài lâu đó trong mọi nhận định thì chúng ta sẽ có được viên thành thật tánh. Do đó sáng tạo của Ngài Thế Thân đưa ra ba thái độ nhận thức, là ba tính năng nhận thức khái niệm, thì khác với những gì mà Đức Phật đã dạy trong kinh điển Nikaya và Đại Thừa. Nhưng bản chất về nỗ lực chuyển hóa các nhận thức sai để ta loại trừ những phiền não lậu hoặc, rồi những cái tâm sở tiêu cực, rồi những cái tâm lý chấp trước dần dần ra khỏi cái tiến trình nhận thức của chúng ta, thì cái còn lại là toàn bộ các điều thiện, nhận thức thiện, rồi trực quan thiện, rồi suy luận thiện, và thế giới nhận thức đó trở thành là một thế giới nhận thức rất là chuẩn xác. Ai tu tập đạt được cái tầm mức như thế thì được xem là dự vào dòng thánh. Đó là sự sáng tạo của là đóng góp rất quan trọng của Ngài Thế Thân trong nhận thức luận qua Duy Thức Tam Thập Tục. Xin kết thúc tại đây. Pháp Âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin vui lòng liên lạc theo địa chỉ